Chào mừng tất cả các bạn đã đến với video của tạp chí Đông y, kênh chia sẻ những kiến thức về sức khỏe và những bài thuốc về dân gian, nguyên liệu được lấy từ tự nhiên. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Các bạn thân mến, cách chữa dị ứng thời tiết bằng lá lốt được nhiều bệnh nhân lựa chọn để kiểm soát các triệu chứng, bởi lượng hóa chất được tìm thấy trong lá lốt có khả năng kháng viêm, chống khuẩn, giảm ngứa và kích thích quá trình làm lành những tổn thương. Bên cạnh đó, phương pháp chữa bệnh này tương đối an toàn, lành tính, đơn giản nên có thể dễ dàng thực hiện tại nhà. Nhưng để hiểu rõ cách làm và áp dụng sao cho có hiệu quả nhất thì ngày hôm nay, tạp chí Đông y sẽ chia sẻ cho các bạn cách chữa dị ứng thời tiết tại nhà bằng lá lốt. Vậy nguyên liệu các bạn cần chuẩn bị ở đây là gì? Thì giờ xin mời các bạn hãy cùng mình chuẩn bị một số nguyên liệu như sau. Nguyên liệu mà các bạn cần chuẩn bị đó là 500ml nước lọc, lá lốt tầm 5 lá các bạn nhé, muối trắng hạt nhỏ. Giờ chúng ta rửa sạch lá lốt đi nhé. Dùng một cái bát có sẵn một chút nước lọc, sau đó các bạn cho muối trắng vào. Sau khi muối hòa tan vào trong nước thì các bạn cho lá lốt vào. Chúng ta sẽ ngâm như này tầm 5 phút. Như vậy là mình đã ngâm được 5 phút, giờ mình vớt ra. Dùng một cái cối giã, sau đó cắt nhỏ lá lốt vào giã nát. Và đây là lá lốt sau khi mình giã nát. Giờ với muối thì các bạn cho 2 muỗng cà phê. Tiếp tục đổ 500ml nước lọc vào và khuấy đều. Dùng một cái bát và một cái nồi, sau đó đổ cối hỗn hợp vào. Đậy vung lại bật bếp lên, chúng ta sẽ đun sôi nhỏ lửa tầm 5 phút thôi nhé. Như vậy mình đã đun xong, giờ mở vung ra đậy cho nguội. Dùng một cái bát và một chiếc lọc, sau đó các bạn đổ ra lọc lấy mình phần nước. Như vậy là chúng ta đã hoàn toàn xong và đây là bát nước lá lốt dùng để chữa dị ứng thời tiết của chúng ta. Rất là đơn giản phải không các bạn? Và cách sử dụng như sau. Các bạn sẽ dùng bát nước lá lốt này để dùng ngâm hoặc rửa vùng da đang bị bệnh, hoặc làm ấm nước lá lốt bằng cách hòa tan với nước lạnh, sử dụng nước này để tắm. Thực hiện một lần một ngày, bệnh nhân kiên trì áp dụng bài thuốc ngâm tắm nước lá lốt điều trị bệnh dị ứng thời tiết mỗi ngày đến khi triệu chứng thuyên giảm thì ngưng. Giờ mình xin được kết thúc video tại đây, mình mong rằng video này sẽ giúp ích cho các bạn trong cuộc sống. Hãy like và chia sẻ để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.